Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích xu hướng thời trang đang dẫn đầu xu thế và cùng nhau bỏ túi những cách mít mét đồ cực chuẩn nhé. Y2K là gì? Y2K sẽ là một khái niệm khá xa lạ với nhiều người. Đây là một thuật ngữ chỉ style thời trang từ giữa cuối những năm 90 cho đến đầu những năm 2000. Nói một cách đơn giản, Y2K được tạo nên bởi Y có nghĩa là year và 2K có nghĩa là 2000. Từ viết tắt này được tạo nên bởi lập trình viên David LD vào năm 1995. Bấy giờ, Y2K được xem như là tên của một thảm họa có liên quan đến hệ thống máy tính. Đối với nhiều người, năm 2000 được hiểu là sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, nhưng đối với vài người khác thì đó lại là ngày tận thế. Những sự kiện hỗn loạn đã diễn ra khiến con người có sự thay đổi mạnh mẽ trong thời trang, xa xỉ hơn, phóng khoáng hơn và thậm chí là lòe loẹt hơn so với gu thẩm mỹ trước đó. Có lẽ chính đại dịch Covid-19 đã làm gợi nhớ lại những hỗn loạn năm 90, giới trẻ dần tìm đến màu sắc đột phá hơn, bỏ đi sự nhàm chán đời thường. Một số cách phối đồ của phong cách thời trang này phải kể đến như: thứ nhất, màu sắc tươi sáng và nổi bật. Màu sắc chủ đạo trong những set đồ được phối theo phong cách Y2K thường sử dụng gam màu tươi, ấm nóng và nổi bật như hồng, cam, vàng, tím. Sự kết hợp đầy rực rỡ này sẽ mang đến sự cá tính và nổi loạn. Thứ hai, họa tiết bắt mắt. Một điểm nhấn nổi bật nữa là ngoài những gam màu sặc sỡ, các thiết kế còn được in lên bằng những họa tiết đầy bắt mắt và nổi bật để tạo sự phá cách cho bộ trang phục. Thứ ba, sự nổi loạn. Y2K ra đời trong khoảng thời gian mọi người cảm thấy khủng hoảng và bất an, nên chính tâm lý này đã làm cho con người cảm thấy cần phải có sự thay đổi và bứt phá hơn. Đó cũng chính là hơi thở riêng của phong cách thời trang này. Bạn sẽ không cần phải tuân theo một nguyên tắc dập khuôn nào. Thứ tư, phụ kiện thời trang đa dạng. Phụ kiện sẽ góp phần không nhỏ để tạo nên cái sự hoàn thiện cho một bộ outfit. Y2K style cho phép người mặc có thể kết hợp đa dạng và không hạn chế các phụ kiện thời trang đi kèm. Phụ kiện càng nổi bật thì sẽ càng thu hút hơn. Ta thường có thể thấy những chiếc kính râm, túi xách mini hay đôi giày cao gót mảnh siêu cao được phối cùng với outfit. Những loại phụ kiện này đã tạo nên điểm nhấn cho bộ trang phục cũng như thể hiện được nét cá tính, thu hút của người mặc. Trang sức từ cườm hoặc little bell cũng là những sự lựa chọn hoàn hảo. Cuối cùng, những món đồ mang tính biểu tượng. Một số món đồ không thể thiếu khi bạn theo đuổi phong cách Y2K phải kể đến như cardigan, quần jean ống loe, double denim, áo baby tee, áo crop top, corset hay là đồ thể thao nhung. Chỉ cần thêm một chút sáng tạo là bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Bây giờ hãy cùng mình phối đồ theo phong cách Y2K, phối online ở trên app Hey Fashion nhé. Set đầu tiên thì mình sẽ mix màu sắc hơn một chút với hai tông màu chủ đạo là xanh dương và hồng đào. Một chiếc áo lệch vai thêm lông vừa điệu đà vừa cá tính, mix cùng với một chiếc quần họa tiết ống loe cũng được đấy nhỉ. Thêm một chiếc thắt lưng để tạo điểm nhấn. Mình sẽ không chọn giày cao gót mà chọn một đôi giày búp bê tầm 5 phân và một đôi khuyên tai dài, đảm bảo là ai cũng phải nhìn luôn nha. Set thứ hai này thì mình rất là thích, theo trên áo cổ yếm tua rua vừa sexy vừa phá cách. Thêm một chiếc quần denim màu hơi lạ thì chất khỏi phải bàn. Giày dép và phụ kiện thì mình sẽ ưu tiên lựa chọn giày cao gót đồng màu, một chiếc túi lông và một đôi bông tai màu vàng để ăn nhập nhị nhẹ với outfit. Set cuối cùng thì bạn nào đi quẩy nhất định không được bỏ qua đâu nhé. Mình sẽ phối chiếc áo hai dây màu bạc và vẫn là một chiếc quần denim nhỉ. Bộ này thì mình sẽ phối thêm nhiều và thật nhiều phụ kiện. Thắt lưng, vòng cổ, khuyên tai, kính rồi chốt hạ một em găng tay nữa là hoàn hảo. Bạn có ý tưởng phối nào trong phong cách Y2K này không? Thử vào app Hey Fashion phối và chia sẻ cho tụi mình nhé. Các bạn thấy phong cách Y2K thế nào? Hãy comment cho chúng mình cùng biết ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.